Xin kính chào quý vị. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn quý vị sẽ bỏ cái lớp nó gọi là ceramic coating lên trên cái nước sơn xe quý vị, nước sơn xe để coi như là cho cái nó bảo vệ cái nước sơn mưa nắng với lại nó làm giữ cho cái xe mình mới được lâu quý vị. Thì cái phần này mình sẽ dùng ở đây là nó gọi là cái ceramic coating này quý vị. Thì quý vị thấy đây là cái chữ đó, ceramic coating, cái hiệu của nó là quick coat aside more. Đây thì quý vị thấy cái phần nó để đây, đây ceramic coating. Thì hiện bây giờ mình sẽ hướng dẫn quý vị cái cách thức coi như là mình để mình bỏ lên chiếc xe. Thì hiện bây giờ là chiếc xe mình là mình đã coi như là vừa làm coi như là clean, nó vừa rửa nó sạch thì xong đó quý vị. Thì coi như là cái trong cái này thì quý vị cần phải cái xe phải sạch, tại vì khi mà nó cũng giống như là cái lớp mà cái lớp bóng, cái lớp nước sơn cuối của cái lớp top coat của nước sơn đó quý vị. Thì để lên xong là thì nếu mà ở dưới còn dơ thì mình sẽ để lên là nó sẽ có phần dơ nằm trong, thì cho nên mình phải làm sạch cái xe trước khi mình để cái khối này lên. Thì nó cũng rất là đơn giản quý vị, không có khó. Thì mình làm từng cái phần nhỏ 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 xong rồi bắt đầu mình làm hết chiếc xe thôi, tại vì mình làm cùng bự cùng cái khoảng lớn cùng lúc thì mình làm không có kịp, tại vì cái này nó cũng khô hơi nhanh. Thì trong cái đây mình cần là ba cái khăn này, khăn microfiber towel quý vị, thì mình có ba cái. Ok, thì bây giờ mình bắt đầu nha quý vị. Thì bây giờ cái xe mình quý vị nên nhớ kỹ là cái xe phải sạch, cái xe mình đã rửa sạch và nó đã khô. Thì bây giờ đầu tiên hết trơn á là mình xịt, coi như mình xịt đây, mình xịt vô trong cái phần này. Ok, nó phần nhỏ này xong rồi trong cái khăn mình sẽ xếp cái khăn lại làm bốn quý vị. Rồi thì trước cái khăn nó chưa có ướt á, thì mình xịt vô trong cái phần khăn cho nó ướt để nó đừng có bị dính này nọ quý vị. Thì được, xịt vô khăn trước xong rồi thì bắt đầu mình cũng đây, mình cũng lau tới lau lui, lau tới lau lui quý vị. Đâu quý vị thấy không, là nó bóng lên thấy chưa. Rồi bắt đầu xong rồi bắt đầu mình sẽ dùng một cái khăn khác nữa, mình lúc này là mình đánh bóng quý vị, là nó đã có cái lớp ceramic coating rồi, cái này mình đánh bóng. Như thế không? Bây giờ là bắt đầu. Thấy nó bóng không? Đó. Ok, bây giờ mình làm cái phần kế tiếp quý vị. Thì nãy mình làm ở đây xong, bây giờ mình làm cái phần này. Làm từng phần nhỏ nhỏ thôi quý vị, tại vì cái này nó khô cũng khá là nhanh đó. Nó cho nên mình làm lớn quá mình làm không kịp. Thì cái khăn này hồi nãy thì mình xịt vô trong cái khăn, bây giờ mình không cần xịt nữa quý vị, là cái khăn mình nó đã ướt ướt rồi, mình đã ướt rồi xong thì mình cứ đây mình cứ phần tới lui về coi như ở trên xuống rồi xong rồi mình để cho nó khi mà lau xong về bắt đầu quý vị thấy không, nó nổi lên cái màu xám xám á và nó đã dính vô rồi. Bắt đầu mình dùng cái khăn khô, dùng cái khăn khô. Rồi, khăn khô này xong rồi mình bóp nó lại. Mình đánh bóng đó. Nào, quý vị thấy không? Thì coi như là trong cái phần từ đây tới đây là mình đã có nó gọi là cái ceramic coating đó quý vị. Ok. Tiếp theo thì mình sẽ làm tới cái phần này. Rồi, xong rồi mình dùng cái khăn khô đánh bóng lại. Nó quý vị thấy nó bóng chưa? Quý vị coi là bây giờ là cái khi mà bỏ cái ceramic coating lên quý vị thấy nè. Quý vị thấy không? À thấy không?
Đó. Nó rất là trơn, nó rất là quý vị thấy không? Đó. Thôi để mình lau lại mình lau. Rồi, cứ thế như vậy mà quý vị cứ cứ như vậy xong rồi mình làm hết chiếc xe luôn quý vị, cứ từng phần chẳng hạn. Nhưng mà cái này nó vẫn làm trong cái phần của cái kiến xe đó quý vị. Chẳng hạn như đây, mình vẫn xịt vô cái kiến này được nha quý vị, cái kiến xe này. Mình vẫn xịt vô đây được. Mình vẫn làm cái phần này coi như là để cho cái lớp ceramic coating này nó bảo vệ luôn cái phần cái kiến xe mình quý vị thấy không? Khi mà xịt cái phần lên cho cái đèn tự động nó bóng lên liền quý vị thấy không? Ok quý vị, thì bây giờ mình làm cái phần còn lại của bên đây luôn để cho quý vị coi. Đó, bây giờ mình xịt vô xong. Rồi khi mà xịt lên xong rồi mình chỉ lau trải cho nó đều quý vị, cứ dùng cái khăn này mình để mình kéo đều ra thôi. Xong rồi cái này là cái chính là mình dùng cái khăn này nè, cái khăn sau đó là cái khăn mình đánh bóng đó quý vị. Thì cái cách thức của nó làm thì cũng đơn giản, không có khó gì. Thì mình đã làm một vài lần như thế này để cho là coi như là tượng trưng để cho quý vị hiểu cái cách thức làm như thế nào. Thì cứ căn cứ giống như mình làm như vậy thì quý vị làm cho hết chiếc xe nha quý vị. Thì cứ mình xịt lên từng phần nhỏ xong rồi bắt đầu mình dùng một cái khăn trước, xong mình để mình rải đều nó ra. Xong rồi bắt đầu mình dùng một cái khăn khô khác rồi xong mình đánh bóng nó quý vị. Thì chỉ có vậy thôi, thì mình cứ đánh cho nó bóng lên xong rồi mình làm cái phần khác thôi. Thì cứ tiếp tục như vậy làm cho đến hết chiếc xe nha quý vị. Ok quý vị, thì right now cái chiếc xe của mình là hiện tại bây giờ là mình vừa xong cái ceramic coating, mình vừa coi như là bỏ lên chiếc xe xong ha. Thì bây giờ để mình cho quý vị coi một vòng để complete chiếc xe để cái quý vị thấy nó xem. Thế sao? Cái thằng nó so shiny. Gì theo?
Ok, vậy thấy không? Thì bây giờ coi như là sau khi mình đã apply, mình đã làm cái nó lên xong complete cái nó gọi là ceramic coating cho cái xe quý vị, thì cái này nó sẽ bóng sáng như vậy coi như là lâu lắm quý vị. Và hơn nữa là hiện tại bây giờ là cái nước sơn mình nó an toàn cho trời mưa hoặc là trời nắng, với lại cái nước mưa nó dính lên cái nó làm những cái đốm nước mà nó nằm ở trên thì quý vị chùi rất là dễ, tại vì cái nó có cái lớp ceramic coating nó đã lên trên rồi. Thì có cái phần video mình đã hướng dẫn quý vị để cái lớp mà ceramic coating lên trên chiếc xe thì coi như là đã xong quý vị. Thì mình chúc quý vị thành công. Và cũng trước khi coi như là mình chấm dứt cái phần video hôm nay thì mình cũng luôn kính chúc tất cả các quý vị luôn mạnh khỏe và bình an. Thì cũng nhân tiện cái mùa lễ nó đã đến thì mình xin kính chúc tất cả các quý vị cùng gia quyến một mùa Giáng sinh an lành và bình an bên người thân, và một năm mới tràn đầy niềm vui và nhiều may mắn. Thì bây giờ mình xin kính chào tạm biệt quý vị, và mong quý vị lần subscribe cái hoặc là đăng ký cái channel của mình để quý vị có được nhiều cái video của mình trong những ngày tới. Thì xin kính chào, tạm biệt và cảm ơn quý vị.